Chào các bạn nha. Mình đang thu hoạch vải u trứng trắng rồi. Anh em và các bạn có nhu cầu ghép chuyển đổi từ vải thiều, u hồng hoặc là giống vải nào sang u trứng trắng mà cần mắt ghép, đoạn cành ghép thì chúng ta nên lấy nhá. Không mình thu hoạch xong mình phun nước sâu bọc lọc lại không thu hoạch được đâu, không lấy được đâu. Thế nha các bạn nha.